mình là Robert Thái Nguyễn trong kênh Yêu Vẹt and Pets. Thì như các bạn biết là ở trên tay mình đây là một chú vẹt Electus. Thì đây cũng là một cái dòng vẹt nó có thể trạng là khá lớn so với những chú vẹt ngược không hay là những chú vẹt xích. Nhưng mà khi mà các bạn cái quá trình chăm sóc cái chú vẹt Electus này từ khi còn non thì nói chung là về cái dòng Electus này thì chăm sóc nó cũng rất là khó khăn và vất vả. Thì chính vì vậy hôm nay mình làm một cái video để chia sẻ với các bạn về cái quá trình chăm sóc một chú vẹt Electus từ khi chú vẹt còn luôn phún lông cho đến khi mà chú vẹt đã tự ăn hạt. Thì hy vọng là qua video này, nếu các bạn về sau này các bạn có điều kiện để chăm sóc một chú vẹt Electus như này thế này thì các bạn cũng sẽ có kinh nghiệm chăm sóc để các bạn sẽ đỡ phải gặp những cái vất vả khó khăn và các bạn sẽ dễ dàng hơn trong quá trình chăm sóc một chú vẹt Electus từ khi còn non cho đến khi còn ăn hạt. Tại sao mình lại nói cái khó khăn khi mà các bạn cho cái dòng này ăn bột nó hơi nhiều một chút thì nó lại gây ra cái việc là nôn ra, ói ra bột và nó lại vảy bột và dẫn đến cái việc là bột nó lại tắc lên cái mũi của chú vẹt. Và trong quá trình như vậy thì nó lại gây là cái viêm mũi rồi sổ mũi. Thì những cái vấn đề này xử lý như thế nào thì mời các bạn xem video này, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn trong tương lai các bạn có một chú vẹt Electus như này các bạn sẽ dễ dàng để chăm sóc. Xin mời các bạn xem toàn bộ video. Kiss. Good boy. Kiss. Mà các bạn đút bột nó non như tầm này hoặc là non hơn một chút thì nó rất là hay bị cái vấn đề là bị sọc cái bột lên. Như các bạn nhìn kỹ đấy thì ở cái mũi của nó có cái vết ướt, nó có cả cái gần như các bạn nhìn kỹ là có cả bột ở trong mũi đấy. Thì ở cái loài này nó vậy. Chính vì vậy khi mà nó bị như thế này thì các bạn phải xử lý theo cái video mình chia sẻ với các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy kỹ chưa? Mũi nó ướt cả da lông bên ngoài và ở bên trong nhìn rất là rõ cái vấn đề bột nó sọc lên. Chắc hẳn là các bạn nhìn thế này các bạn cũng cảm thấy rất là chán bởi vì chú vẹt của các bạn luôn luôn bị ướt mũi. Cái lỗ mũi nó luôn luôn nó to đùng, nhìn các bạn nhìn thấy rõ. Thứ hai là cái lông ở quanh mũi nó hở rõ, cái nó để lộ rõ cái mũi ra. Chính vì vậy như thế này thì các bạn cảm thấy rất là lo lắng. Quá trình xem mà các bạn thấy video thú vị thì các bạn hãy nhấn like. Bạn nào chưa đăng ký hãy đăng ký để ủng hộ kênh Yêu Vẹt and Pets nha. Xin cảm ơn các bạn. Thì thường là các bạn biết rồi, thì mình vừa chia sẻ rồi. Đối với những chú vẹt Electus này, khi mà nó ăn bột mà nó quá thì nó thường là vảy bột nó sẽ sập lên mũi và nó khiến cho cái mũi của chú vẹt bị ướt. Thì lúc này mà các bạn không biết xử lý thì có thể là nó sẽ lâu ngày nó sẽ khiến viêm cái mũi này. Chỉ 1-2 ngày thôi nó sẽ viêm cái mũi và nó khiến cái mũi của chú vẹt càng ngày càng có chất nhầy và nó càng ướt. Thì như vậy các bạn phải xử lý ra sao thì mời các bạn xem video để các bạn có kinh nghiệm xử lý vấn đề này. Đây mình nhấn mạnh đối với riêng dòng Electus này nó như vậy. Thì như các bạn biết rồi, khi mà nó bị vấn đề bột nó sập lên mũi thì các bạn nhìn cái mũi của nó có những cái chất nhầy và những cái bột ở trên đó. Thì các bạn đầu tiên các bạn phải xử lý vấn đề này trước. Các bạn chịu khó một chút, các bạn lấy cái khăn. Các bạn biết rồi, cái này là cái băng gạc mà chúng ta hay băng bó vết thương. Các bạn lấy cái này, các bạn nhúng nước, cái nước muối sinh lý này. Các bạn dùng cái nước muối này, cho nên các bạn cho vào, các bạn cho nước muối vào cái bông này, sau đó các bạn lau ở cái phần không tốt thì các bạn lau vào cái phần mũi này. Khi mà các bạn lau xong thì các bạn sẽ
nếu các bạn mà dùng ngay cái lọ nước muối Latry Clo này thì nó sẽ không vào được cái lỗ mũi này, bởi vì cái lỗ mũi này nó đã bị tắc cái vấn đề chất nhờn và cái bột nó sục lên rồi. Thì thôi các bạn phải lên, nói chung là các bạn chịu khó một chút, các bạn sẽ lấy cái miệng của các bạn thổi, tức là các bạn thổi trực tiếp vào cái lỗ mũi này. Đó các bạn, đây mình lấy lại để các bạn dễ nhìn. Thì đây mình chỉ thế này cho nó dễ nhìn, cho các bạn dễ nhìn. Các bạn chờ một chút. Đây mình quay lại các bạn dễ nhìn. Sau khi mà các bạn đã vệ sinh được cái phần các cái lỗ mũi bằng cái rẻ mà nó có muối, lớp muối này, thì là các bạn đã sát trùng được rồi. Thì ở trong cái khi mà nó đã bị sập bột lên thì đương nhiên là cái lỗ mũi này nó đã bị tắc bột và chất nhầy rồi, thì các bạn phải xử lý làm sao cho nó sạch ở cái lỗ mũi này. Còn nếu nó không sạch thì các bạn dùng cái bé này là nó đang cái tuổi nghịch cho nên nó rất là nghịch. Nếu như các bạn mà chưa các bạn chưa xử lý được cái chất nhầy ở trong đó mà các bạn dùng cái nước muối sinh lý này các bạn nhỏ vào mũi thì nó cũng sẽ không xuống được cái phía mũi, thì nó lại cái đẩy cái bong bóng và cái bột lên thì nó sẽ không sạch được và nó không sẽ không vào được trong cái phía trong của cái lỗ mũi này, thì nó lại tiếp tục lại vẫn bị. Thì các bạn bây giờ các bạn phải xử lý theo tiếp theo là các bạn phải dùng miệng. Thôi các bạn chịu khó một chút, bởi vì khi mà các bạn có những chú vẹt cưng như này thì các bạn cũng coi như là con của mình. Các bạn dùng miệng các bạn thổi trực tiếp vào cái lỗ mũi này. Thì khi mà các bạn thổi trực tiếp vào lỗ mũi thì đương nhiên cái chất nhầy và cái bột nó sẽ trở lại trong rìu. Và bên này cũng vậy, các bạn làm từng bên một thì nó sẽ vào trong rìu. Và các bạn lúc này thì lỗ mũi của nó thông thoáng rồi, thì các bạn mới bắt đầu dùng cái lọ nước muối sinh lý này để các bạn nhỏ vào lỗ mũi này của chú vẹt. Đó, thì các bạn nhỏ ngày 2 đến 3 lần để cho chú vẹt khô mũi thì là ok. Thì mình hay dùng cái máy sấy, là sau khi mình nhỏ xong thì để một lúc mình sẽ dùng cái máy sấy thì mình sấy. Ok, nó dính cái lông ở đây. Nhả ra con. Thì mình thường dùng cái máy sấy để mình sấy vào cái chỗ lông ở lỗ mũi này. Nó khô đi thì nó sẽ làm giảm cái việc là vi khuẩn vi trùng nó nhiễm, nó bấu ở đấy. Đó. Đó thì đấy là cái bước mà để các bạn xử lý cái việc là chú vẹt bị mũi. Thì do là cái dòng này ngay từ đầu tiên có những video mình chia sẻ là nó do là cái vấn đề là cấu tạo của cái ruột của nó. Chính vì vậy nó rất hay bị sập bột này. Phần đa là những chú vẹt sẽ bị sập bột như này, thế này. Thì các bạn xử lý như vậy. Và nếu như chú vẹt độ khoảng 1-2 ngày sau mà chú vẹt không bị ướt cái mũi nữa thì ok. Thì nhưng mà trong quá trình cho ăn thì các bạn phải cho ăn vừa bột thôi. Các bạn cho ăn vừa bột thôi, các bạn cho ăn khoảng độ 10% trọng lượng cơ thể, thì lúc này nó chỉ khoảng độ 2 lạng rưỡi đến 3 lạng, thì các bạn cho ăn khoảng độ 20cc hất lại thôi. Thì các bạn cho thế để đảm bảo là chú vẹt không bị sập bột lên. Đó, thì đây là cái cách xử lý nó đơn giản. Nó đơn giản đối với các bạn thì nó xử lý như vậy, thì nó được xử lý như vậy là đơn giản để nó khỏi được cái vấn đề là nó bị chất nhầy từ bột nó lên lỗ mũi thì là ok rồi. Thế cho nên là ngay từ đầu mình có một video mình chia sẻ là cái dòng Electus này khi mà nuôi non nó rất là vất vả. Đối với các bạn mà nuôi non ấy, nó vất vả lắm. Thế cho nên là các bạn cố gắng trải qua cái giai đoạn này một cách dễ dàng thì nó sẽ tốt hơn. Rồi thế thì cái vấn đề thứ hai nữa là nó cũng liên quan cái việc là chú vẹt bị sổ mũi như thế này.
thì các bạn sẽ xử lý theo cái cách phương pháp sau. Nếu như các bạn xử lý độ vài ngày mà chú vẹt không khỏi hẳn cái vấn đề sổ mũi, thì các bạn phải lúc đó thì các bạn biết là nó có thể là nó cũng bị cảm cúm giống như là người chúng ta, thì nó cũng bị những cái virus như là cảm cúm, thì cái chất nhầy nó cứ thải lên, nó cứ thật là đào thải lên. Thì các bạn sẽ làm theo các quy trình vẫn như quy trình cũ, là các bạn phải cho ăn vừa bột thôi, cho ăn khoảng 20cc hết lại. Cái dòng Electus này mà các bạn mà thấy nó ăn được mà các bạn cứ cho ăn như dòng xám hoặc là các cái dòng khác thì ngay lập tức nó sẽ đùn bột lên mũi của nó ngay. Chính vì vậy các bạn sẽ xử lý theo các cái bước. Đầu tiên là các bạn phải cho ăn giảm bột. Cái bước thứ hai các bạn phải vẫn phải lau cái mũi của nó bằng cái nước muối sinh lý này. Đó. Thì các bạn vẫn phải dùng cái rẻ như này để các bạn lau vào mũi của nó để cho nó sạch chất nhờn. Sau đó các bạn vẫn phải thổi miệng các bạn vào cái lỗ mũi này để cho nó sạch chất nhờn, nó khô thoáng, và các bạn nhỏ nước mũi, nhỏ nước muối sinh lý, nhỏ nước natri clo để cho nó xuống được phía dưới, nó thông được cái mũi của nó. Đó thì nó mới không vảy nữa. Còn nếu không thì nó lại tiếp tục vảy, thì cái bột nó tiếp tục nó cứ đùn lên, nó là một cái vòng luẩn quẩn. Khi mà các bạn làm theo các bước như vậy mà chú vẹt của các bạn vẫn bị như là cái triệu chứng mũi ướt và nó đầy đùn chất nhờn lên, thì các bạn phải lúc đó thì các bạn phải xử lý như sau. Các bạn phải có thể mua cái thuốc gói thuốc cảm cúm của trẻ em mà nó làm sạch họng, mát họng, mũi, viêm mũi. Đó thì các bạn lấy một chút như là cái đầu đũa, các bạn pha vào. Giống như cái đầu đũa, từ cái đầu đũa nó khoảng độ, nếu mà của trẻ em thì các bạn lấy khoảng độ cái thì các bạn lấy một thuốc của trẻ em, cái thuốc cảm cúm của trẻ em, sổ xít, thuốc dạng bột, các bạn lấy một chút như này thôi. Đó, bạn lấy một chút ở đầu đũa này không? Đó, các bạn lấy đây như này thôi. Các bạn cho vào 20cc bột, sau đó các bạn pha khoáng đều lên, các bạn cho ăn cùng bột, và ngày các bạn cho uống 2 lần ăn cùng bột, tức là ăn cho thuốc cùng bột 2 lần. Và nếu như 3-4 ngày sau mà nó không khỏi thì các bạn có thể là dùng cái loại thuốc tiếp phi cũng được, hoặc là thuốc mà nó có chất cảm cúm của người lớn. Các bạn dùng cái kéo này, các bạn bóc ra, các bạn dùng một viên, bạn cắt nhỏ. À, một cái viên này thì các bạn bóc ra, các bạn một cái viên này các bạn bóc ra thì các bạn cho là 1/30 đến 35, tức là 1/30 đến 1/35 của viên này các bạn cho chú vẹt cho pha vào 20cc bột, các bạn cho uống. Đó thì đây là thuốc cảm cúm của người lớn, thì các bạn biết rồi, cảm cúm nó sẽ làm giảm bớt các triệu chứng cúm, sốt, hoặc là như là viêm họng này, hoặc là nó làm sạch đờm. Đó, các bạn cho vào, các bạn pha cùng bột, thì các bạn cho uống khoảng độ 2 hôm là nó cũng đã đỡ rồi, 2 đến 3 hôm là đã đỡ khỏi rồi. Sau khi khỏi thì các bạn lên cho uống thêm 1 ngày nữa và liều nhẹ hơn, 1 ngày các bạn cho uống 2 lần và liều nhẹ hơn thì để nó khỏi hẳn. Sau khi khỏi hẳn rồi thì các bạn nhớ là các bạn chỉ cho ăn bột làm sao. Các bạn chỉ cho ăn làm sao là cái xi lanh này nó ăn chỉ khoảng độ chỗ này xi lanh 12 thì các bạn chỉ cho ăn độ khoảng cái rưỡi này thôi. Đó, các bạn đừng xót ruột, nếu các bạn mà cho nhiều thì nó sẽ lại tiếp tục cái tình trạng kia, cứ cái vòng luẩn quẩn là nó sẽ bị, là khi mà các bạn cho ăn quá nhiều bột nó sẽ bắt đầu là nó sẽ ói bột ra và nó sẽ lên mũi và lâu ngày nó sẽ viêm cái mũi này. Chính vì vậy thì các bạn nên tuân thủ cái đầu tiên là các bạn chỉ cho ăn vừa bột thôi. Cái thứ hai là các bạn phải, nếu mùa đông các bạn phải giữ ấm cho bé vẹt này, bởi không nó sẽ lại tiếp tục bị như vậy. Thế thì việc này là cái mà mình chia sẻ thực sự trong quá trình nuôi vẹt Electus này, là một cái việc, cái vấn đề nuôi rất là khó khăn trong quá trình nuôi bột, và mình chia sẻ lại như thế để khi nào các bạn có một chú vẹt Electus này,
các bạn có thể là sẽ có cái kinh nghiệm để các bạn nuôi gà Eucalyptus, các bạn vượt qua những cái vấn đề nó khó khăn đối với chú vẹt Eucalyptus. Đây các bạn nhìn đây, thì chú vẹt này nó rất là mũi nó rất là khô rồi. Các bạn nên nhớ là cũng không phải là bé vẹt nào nó cũng như bé vẹt nó bị vấn đề như vậy đâu. Có bé thì nó sẽ khỏe. Ở cái dòng Eucalyptus này thì như các bạn biết là một dòng vẹt rất là khá lớn, nó bằng cái con vẹt xám ấy, nó cũng rất là tuyệt vời. Còn mai này nó lớn thì nó có một cái mỏ, nó có màu rất là màu sắc nó khác cái so với màu lông, nó rất là đẹp. Chính vì vậy thì khi mà các bạn có muốn sắm một chú vẹt Eucalyptus này, các bạn có thể là sẽ gặp những cái khó khăn. Thì qua video này mình chia sẻ thì các bạn phần nào các bạn cũng sẽ có cái các bạn sẽ có cái phương pháp để chăm sóc chú vẹt Eucalyptus từ khi còn non, nó sẽ dễ dàng hơn. Thì nó sẽ bớt cái khó khăn cho các bạn để các bạn có thể nuôi một chú vẹt Eucalyptus khỏe mạnh, và khi đến lúc mà nó lớn thì nó sẽ tốt, nó sẽ rất là đẹp. Vấn đề nữa mình cũng đã nhắc ở một cái video khác, đó là đối với dòng Eucalyptus này, do cái vấn đề sức khỏe của chú vẹt Eucalyptus này như vậy, chính vì vậy các bạn nên tập ăn hạt sớm đối với dòng Eucalyptus này, càng sớm càng tốt, chứ các bạn đừng sốt ruột quá, các bạn thấy là nó tập ăn nó gầy hoặc là các bạn cứ phải đút bột mãi thì nó sẽ rất là vất vả cho các bạn. Các bạn nên cho ăn hạt sớm, đây như bé vẹt nhà mình đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, hướng dương nó cắn vỡ nát ra đây. Ăn cho nó tập ăn sớm càng tốt. Trong cái lồng này mình để hai cái khay thức ăn luôn, công thức ăn luôn, để cho nó cái tập ăn nó rất là nhanh. Đó, thì các bạn thấy thì các bạn cố gắng tập ăn sớm càng tốt, để chú vẹt làm sao có một cái tự lập. Và đương nhiên rồi, khi nó ăn hạt thì nó sẽ không còn ói cái bột lên nữa. Mục đích chính để các bạn tạo cái sức khỏe tốt cho chú vẹt, và nó không bị ói bột lên như những ngày nó còn non nữa. Thì cái dòng Eucalyptus này nói chung là nó cũng rất là hiền, nó không có cọc tính như dòng xám và các cái dòng khác. Nhưng có cái là dòng Eucalyptus này nó tính tình của nó hơi nhát, nó hơi nhát khiến là các bạn phải mất thời gian làm quen và chăm sóc một thời gian dài thì nó mới quen và nó mới tin tưởng các bạn được. Khi mà nó đã tập dần ăn hạt thì các bạn đương nhiên các bạn phải giảm dần cái số bữa ăn. Ví dụ như các bạn đang cho ăn 4 bữa thì các bạn nên giảm là 3 bữa. Và 3 bữa các bạn giảm khoảng một vài tuần thì các bạn cũng sẽ giảm dần cả số lượng bột nữa. Ví dụ các bạn đang đút khoảng độ 15cc hay 17cc thì các bạn giảm dần xuống còn 13, 14cc. Dần dần các bạn sẽ giảm dần cho đến khi giảm cả bữa ăn đi thì chỉ còn duy trì dần dần còn một bữa ăn, và dần dần cũng giảm bớt cho đến khi nó không còn phụ thuộc vào bột nữa, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của chú vẹt, và chú vẹt sẽ có một cái quá trình độc lập và chỉ ăn hạt thôi. Cho nên là khi mà các bạn quan sát là thường những chú vẹt Eucalyptus này, khi mà nó từ cái chăm sóc từ quá trình non cho đến khi nó biết ăn, mới biết ăn thì nó rất là gầy. Bởi vì là cái giống vẹt này, nếu các bạn cho ăn béo khỏe, các bạn cho ăn nhiều bột như những cái giống vẹt khác thì nó lại gây ói. Đó. Thì gây ói thì các bạn biết rồi, thì nó lại bị vấn đề là mũi, viêm mũi, rồi rất là vất vả, cực nhọc cho chủ nuôi. Đối với dòng Eucalyptus này, mình đã chia sẻ thực sự và chia sẻ rất thật lòng để các bạn có... Khi mà các bạn có điều kiện, các bạn sẽ mua một bé Eucalyptus và các bạn chăm sóc. Khi mà các bạn chăm sóc mà các bạn đã xem video này thì các bạn sẽ rất là bớt những cái khó khăn và các bạn dễ dàng hơn trong quá trình chăm sóc những chú vẹt Eucalyptus. Và vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn toàn bộ cái quá trình chăm sóc nuôi
dòng vẹt Electus này từ khi còn đút bột cho tới khi chúng đã biết ăn hạt. Và mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bạn luôn theo dõi, đồng hành và luôn ủng hộ kênh Yêu Vẹt and Pets. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Thanks for watching and goodbye. I'm very happy when you see and watch all of my video. Thanks for watching and goodbye. Cũng nói thêm là đối với những dòng vẹt như vẹt xích thì các bạn nếu nó bị cái vấn đề như mình vừa nêu ở cái dòng Electus này thì các bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng được đối với những dòng vẹt như vẹt xích hoặc là vẹt khác. Chỉ có điều là khi các bạn cho uống thuốc thì các bạn phải giảm tỷ lệ và các bạn phải sử dụng đúng tỷ lệ, nếu không sẽ nguy hiểm cho tính mạng của chú vẹt nhà các bạn. Như các bạn mà bơm ít bột mà chú vẹt vẫn còn ói ra thì các bạn nên cho chú vẹt uống một cái viên thuốc này, nó chống viêm dạ dày tức là chống nôn, thì các bạn pha lấy một viên vào trong này, pha một chút nước thôi, khoảng độ nửa cc nước cộng với 1/8 của viên men tiêu hóa này, bởi vì khi mà các bạn cho vẹt uống thuốc thường nó có cái hàm lượng kháng sinh, nó sẽ diệt cái vi khuẩn có lợi để tiêu hóa, thế cho nên nó sẽ diệt những cái vi khuẩn này. Thì các bạn kết hợp hai cái này, các bạn pha vào, pha khoảng nửa cc nước hoặc là 1 cc nước thôi, thì các bạn khuấy đều lên cho nó tan. Sau đó các bạn lấy cái xi lanh này, các bạn bơm thẳng vào rìu của chú vẹt. Nếu không có xi lanh thì các bạn không có cái ống mềm này thì các bạn có thể là bơm bằng xi lanh, không bơm chút một thì cho chú vẹt uống. Các bạn cho uống trước khi bơm bột khoảng độ nửa tiếng đến một tiếng để chú vẹt sẽ tránh việc cái tiếp tục nôn. Thì cái thuốc chống nôn này thì nó cũng là cái chữa viêm dạ dày, cho nên có thể nó sẽ rất là tốt cho chú vẹt. Các bạn biết là để chăm được một chú vẹt Electus phải nói là cũng rất là vất vả khi mà cái thời gian chú vẹt này ăn bột. Chính vì vậy mục đích của cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn về cái cách chăm sóc cũng như cách xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình nuôi chú vẹt Electus này, từ khi mà chú vẹt đút bột cho tới khi chú vẹt đã biết ăn hạt.